Hello there. Đây là tập 7 của campaign Thám Tử Nước Sâu. Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện để tiếp tục tạo dựng những nội dung này. Các bạn đã theo dõi campaign Thám Tử Nước Sâu trên YouTube có thể tham gia Discord Funky Dungeon Master để tiếp tục theo dõi campaign này trực tuyến vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Đồng thời, chơi các game nhập vai tabletop cùng bọn mình. Thiện cũng mới mở một hotline hướng dẫn Dungeon Master và Game Master khi bắt đầu một campaign cũng như trong quá trình dẫn campaign đấy. Vào Funky Dungeon Master và nhắn tin riêng với Thiện để biết thêm chi tiết. Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu session thứ 7 của Thám Tử Nước Sâu. Trong session lần trước, những thành viên trong văn phòng thám tử của chúng ta đã làm cái khỉ gì nhỉ? Ôi kìa, em mới phải cãi nhau anh ơi. Trong session lần tiếp trước... Tiếp đi em. Đi dừng ở đó chứ, dài dài lên, dài, chung kia ơi. Có thể đợi tí này, lấy sau ta đọc. Session lần trước Session lần trước thì Minh và Yuki đi lên thư viện để tìm hiểu về viên đá của Vương. Biết được rằng là giáo viên của, có vẻ như giáo viên của Minh và anh Bảy đã có một cuộc hội thoại cực kỳ căng thẳng, và anh Bảy kết thúc bằng một vết bầm siêu to trên mặt. Yuki đi theo anh Bảy, nhưng mà có vẻ đi theo thì anh ta cũng đi về đồn thôi chứ cũng có đi đâu đâu. Sau đó thì Minh và Yuki lon ton đi về nhà. Những người lớn tuổi khác ở nhà thì đang làm việc của họ. Sau đó cãi lộn vì Minh leave out một cái information rất là quan trọng. Xong rồi ăn kiểu hôm nay em ở nhà nhốt trong mẹ giờ hầm cùng với rồi đây bảo hành cho em trong D&D có tổ chức chống bảo hành cho em. Em mới làm một cuộc điện thoại. Sau đó thì Văn với Mộng đi lên đồn, hình như đi lên đồn để mà hỏi anh Bảy về cái vết bầm và hỏi coi ảnh đã có tìm được thông tin gì về cái viên đá của cô Lo chưa. Yuki và Minh đang tính đi quẩy ba cái Yawning Portal, đi quẩy ba để kiếm thêm information. Thì bị nhốt rồi nên hai đứa đồng tâm hiệp lực phá khóa, và khi phá khóa đã phá chui ra ngoài thì hình như cái thằng lỡ người... Cái thằng chửi chị Mộng già, xong bị chị Mộng đá một phát vô trong bộ phận sinh sản thì nó đã kéo đồng đội của nó về. Xong vào trong nhà và thả mấy con spectator ra khè hai đứa chuẩn bị đi chơi. Phay đang chuẩn bị đi trốn vậy, em cũng không biết Phay đang làm gì. Phay đang đi cùng trẻ con lên bar. Sao giống như sau vụ này cũng bar. Và chi tiết là Mộng làm con dao mới cùng với mua đồ niêu song chảo bằng sắt. Để đây cho còn, còn có một chi tiết rất là quan trọng cho Lo nữa. Chi tiết quan trọng là gì? Là biết rằng là nội bộ của tụi Gen lục đục và có đứa muốn tạo phản. Có không có phản lục đục tạo phản mà là thì đó có những người không đồng tình với lại đường lối chính trị của người đứng đầu hiện nay và muốn gọi là cải tổ Centauri. Đó là lục đục và tạo phản. Nó không phải tạo phản, tạo phản là phá hoại tổ chức, còn đây là cải tổ tổ chức. Đấy. Nó muốn cách mạng. Nó là cách mạng. Vậy đó. Mày nhớ nó là ba là cái thằng đang đi gọi là cà phê Hồ Tây này. Đấy. Và với vậy, chúng ta sẽ bắt đầu buổi chơi hôm nay. Ngay từ đoạn mà cái bọn hung hăng côn đồ này ném đá vào trong cửa sổ của văn phòng thám tử cùng với vài tên xông vào đập phá bàn ghế. Bọn bây giờ đang ở đâu? Em đang ngồi trên cầu thang lườm xuống hai đứa vừa phá khóa cửa hầm. Tao sợ cho cục. Kiểu tao biết ngay mà. Cái skill của Mộng từ bên kia. Cầu thang ở đâu vậy anh? Trong nhà. Đang tìm cầu thang. Thang ở đâu đó? Trong nhà. Đây đi, ta đây đi. Cái chỗ tao bình đó. Rồi. Đó là cầu thang ngoài cửa rồi, giả bộ của Mộng ở đây đi. À. Rồi lúc về vô The Sim em xây cái cầu thang đó. Ok. Cái bản đồ này actually cái tầng 1 nó làm giống cái tavern hơn, cái quán uống ăn uống hơn, mà có thể đổi các cái nội thất cho nó giống cái văn phòng thám tử. Tầng 1 sẽ là văn phòng mọi người, tầng trên là chỗ ở. Hiện tại thì bản đồ trông như này, mình cứ dùng như này. Trên cái bản đồ này những chỗ tường thì không đi qua được, có một vài chỗ hiện đã đánh dấu màu xanh lá cây với hai mũi tên, đấy là các cửa có thể đi ra đi vào. Những cái mà Thiện gạch một đường màu hồng là cửa sổ, vài cửa sổ đã vỡ rồi. Khi mà cái nhà em mới rửa xong, em mới rửa xong cũng một á. Hiện tại hai cái cửa sổ này là đã vỡ,
1, 2, bị ném đá vào. Cái cửa hầm nữa. Cái cửa hầm nữa, đúng rồi. Okay. Những kẻ địch trên bản đồ thì Thiện để màu đỏ là những cái thằng cận chiến, màu vàng những đứa mà chạy ra chạy vào cận chiến trong khu vực đấy, skirmisher. Còn màu xanh nước biển sẽ là đánh từ xa, dùng phép. Về cơ bản là vậy. Dễ miêu tả thêm. Hiện tại thì cái thằng đứng ở ngoài hiện tại sau khi mà đã phóng uế ở trước sân mọi người xong, đã xốc lại quần và lấy một cái bao ra, thả mấy cái con mắt bay vòng vòng vào trong nhà. Bên trong, sau khi mà Yuki đã huých một thằng vào tường, bị một thằng khác huých lại, có vẻ là mọi thứ bắt đầu căng thẳng lên. Và vì vậy chúng ta đi vào. Còn bạn, rồi chúng ta sẽ dùng cơ chế như thế này. Đầu tiên là phe người chơi. Người chơi chọn một nhân vật, chọn bầu ra một người để đi trong turn đầu. Hoặc là ai thấy muốn đi thì đi. Vậy caster có muốn làm gì hay ho không? Chắc trong cảnh này chắc có Yuki là được nhất. Rồi, tại vì Yuki đang đánh ở phía trước rồi. Văn chưa về được cái dân phòng. Em đang Văn sẽ xuất hiện từ round 3 đi nhá. Mất ý nghĩa là 12 giây. 18 giây để chạy Yuki. Vậy Yuki đi trước đi. Em đi thứ hai rồi Faye đi cuối cùng. Hay là phe muốn cái về lượt thì sẽ như thế này. Đầu tiên là phe người chơi chọn một người đi, phe quái anh sẽ chọn một thằng đi, xong đến lại phe người chơi chọn một người khác, rồi đến quái, sẽ luân phiên như vậy. Em đang nghĩ thôi, cứ để hội caster làm gì đấy hay ho trước đi. Ok, nhìn cái spell deck của mình cái thôi hội caster mình muốn tìm nữa thằng nào mình nên kể chuyện cười cho nó nên là mình muốn đi sau. Mời Yuki đi trước đi. Ok, thế là xem nào. Em thế là nhìn Faye như kiểu sắp sửa bị khèo ấy nhỉ. Thế thì em làm như thế này có được không? Em đi vòng xuống, chéo xuống hướng 5 giờ, xong rồi là em đẩy cái thằng nhiều dâu á cho nó lùi lại, cho nó ra ngoài tầm đánh của Faye. Đây là một thằng dwarf, có vẻ là mặc nhiều giáp, cầm cái búa khá cận chiến. Vậy thì xuống xong rồi đẩy nó sẽ là một cái action. Đúng, của em đẩy xuống hướng bên. Ok, run cái gì nhỉ? Strength hết. Sao đẩy xuống? Tại sao? Tại sao á? Tại vì nhìn bạn ông bạn lại sợ chết quá, bạn chạy vào trong kia bạn ngồi khóc. Ý là em đẩy thằng đấy về phía anh nhá, hay sao? Hay đẩy ra khỏi? Không, em đẩy ra khỏi anh luôn đấy. Là okay. Em sẽ đấy, đi xuống này, rồi đẩy nó đúng như rồi. Thế này từ kiến thức thôi ta. Đẩy nó như thế này đúng không? Dính được cả vào thằng kia cho hai đứa ôm nhau thì tốt. Ok, em lăn được cao thì anh sẽ so dính cho thằng kia cho nó ôm nhau. Còn lăn vừa vừa thì nó sẽ văng một đô. Thế là đi 6 hay đi 20 nhỉ? 20 em ơi, vậy chúng ta phải điên đi rồi. Cứ hỏi trước cho chắc. Discord nhá. 11, ok. 11 à? Không có vâng, gì, 11 không à. Cộng gì à? Ok. Nếu như mà strength thì cậu 3, nếu như là athletics thì là cậu 5. Athletics 16. Yes, 16. Yuki bước xuống một bước lừa khi thằng kia đang nhìn vào Faye, huých nó một cái. Những cái đòn huých trả nhau vẫn liên tục diễn ra trong căn nhà này. Lao vào cái thằng đằng sau, thằng kia cũng ngã vào tường. Sao? Linh kìa. Linh nói gì à? Mình hỏi một chút nhé. Là bát là chơi theo D&D 5E hay là D&D 1? Mình có quyền reaction để mình book một phát nếu mà chơi D&D 1. 5E. 5E thì không được đúng không? Ok. Bởi vì là mình canh lúc Thiện chưa nói xong kết quả, mình xin phép luôn đấy. Nhưng mà không được tùy thôi. Thank you. Grandfather là chúng ta sẽ chơi theo hệ thống D&D 5E. Lăn vừa vừa. Lăn vừa vừa không quá cao, Thiện cho thằng đằng sau nhận một đam, thằng mặc giáp thì không giảm. Trời ơi, đứng gần vào đi, trời ơi. Yuki ơi, đứng gần vào. Lao lên. Đứng gần à? Ok. Đứng cạnh nó đi. Đứng cạnh nó. Okay, tự di chuyển đứng đây nhá. Ok, rồi. Okay. Hai thằng này đang, mỗi thằng ngã vào một cái ghế, sau rồi ngồi xuống rồi ghế nó gãy ra. Không, gãy đâu. Anyway, tính sao?
Em thấy sắp phải đổi đó thành đồ kim loại chị một. À, không không sao đâu, tao vừa đọc lại rồi đứng gần hay không cũng không sao cả. Tôi xin lỗi, không sao đấy. Cứ đấm nhau đi. Tao không gãy ghế rồi chị. À ghế, à ghế thì thôi, không sao em. Ghế thì thôi. Cái cửa hầm còn gãy, cái cửa sổ còn vỡ rồi mà còn bao cái ghế. À. Không gãy mới lạ. Tí nhà còn mỗi cái xác khô thôi. Thằng này thấy mấy thanh niên còn gì nữa không em, còn làm gì xong tên nữa không? Em đang định bảo là chắc là intern thôi, bọn nó section không có làm được cái gì hết. Thanh niên này vừa bị đẩy hút cầu tường xong, hắn sẽ loạn trọng bước lùi lại mấy bước, rồi hắn rút từ trong túi ra mấy con dao phóng chiu chiu phóng cái này phay một cái, minh một cái. Discord đi xem nó consistent. 20 cộng mấy con đó đây. 6. Một phát vào phay, phát vào minh. 18 phay, 13 vào minh. Một em nhưng mà chúng phay, em dùng cái này để làm reaction của mình. Ok, bắt nó lăn lại. Bắt nó được. Vâng. Bắt nó lăn lại cái của phay thôi. Không, vẫn trúng. Đúng là cửa đã chết. Em có thể cho ai đó advantage, em cho ai advantage từ cái self spell silvery box. Phải. Tao cho ai đi cho. Em cảm giác em báo phải. Tao có gì mà. Báo thật. Phải nhận 6 đam. 6 đam. Hồi nãy 35 mà chứ đi. 6 đam 29. Ok, để thiện chỉnh cho lên 35. 29. Rồi. 29 máu. Hắn sẽ... Tên này sau khi phi dao xong, hắn bước hai bước nữa lùi ra ngoài cửa, nấp vào đằng sau góc tường. Hết tên, đến tên của người chơi. Bây giờ em muốn hỏi là nếu như mà em đi qua cái cục này và cái cục này thì là tính 10 feet mỗi cục hả? Anh cho đấy là đi qua sẽ tốn một lần gấp đôi tốc thôi, một ô gấp đôi tốc. Là 1, 2, 5, 15, 3, 4, 5, 20, 20, 25. Em xuất dùng cái shocking grabs lên cái thằng lõ người đó, nó đang mượn giáp mà đúng không anh? Đúng rồi, em có advantage, nó mặc giáp sắt. Nhưng mà em đang không biết cái ở trên lại được lại bấm hai lần rồi lấy kết quả em bấm hai lần xong rồi em lấy kết quả to cao hơn đúng không? Em bấm lại vào cái shocking grasp của em, không phải bấm vào spell description. 14 trượt. Thế mà mặc dù là mặc lớp sắt còn sắt nhưng mà hắn vẫn có thể là đủ nhanh nhẹn để di chuyển, thấy cái tay dính điện của mình đưa đến thì hắn lập tức đưa tay gạt ra. Ơi à, mà dặn ba cái phép của bài à? Mình còn làm gì trong tên nữa không? Dạ, chắc là không ạ. Ok, đây là tên của địch. Tên đứng ngoài. Tên đứng ngoài. Đấy. Nhìn qua cửa sổ, đứng lấp ló, lấp ló. Ê, bọn mày làm việc nhanh lên. Cái gì mà đập đập đi, đúng rồi đập nó đi, đập nó đi, đó đấy, còn đứa kia kìa, thằng kia mày đập cái bàn đi không nào. Ui dồi ôi, vui thế. Nó sẽ cho dùng hành động của nó cho hai thằng cái advantage, thằng đỏ này và thằng vàng này. Hết tên đến lượt mình nhỉ. Cho mình cái thằng có advantage thì thiện sẽ cho cái bàn nắm tay này đó. Lịch một trong phay làm gì à? Mình đang nghĩ mình sẽ chui xuống dưới cái gầm ghế này, mình cầm hai cái ghế lên mình giơ trước mặt đầu tiên thế đã. Sau đấy là mình sẽ thấy các thằng bên ngoài đang kiểu chỉ trỏ gì đấy đúng không? Mình sẽ gọi là huýt sáo để tạo ra những cái mình sẽ dùng phantasm of fog này. Cho mình sẽ dùng cái âm tiếng huýt sáo của mình làm cho nó bị phân tâm và nó bị gọi là lú kiểu thôi miên nó một cái dùng cái save đi ngay bây giờ cái save wish. Ok, 11 trừ nhân chia các thứ chưa xong rồi. 11 11 cũng không à? Đúng rồi, 11 cũng không thì nó sẽ nhìn thấy gì à? Mẹ nó sẽ nhìn thấy một cái suy nghĩ sang cái gì đấy, nhìn nghe nó siêu xú nào, thấy vợ nó anh đi đâu? Tại sao tự nhiên anh chưa đi vô nhà? Tại anh đi lấy phép con nào đúng không? Chết. Chết. Tại chết. 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 Được. Cái gì hả? Cái... nó sẽ thấy là một cái phần cánh cửa nó sẽ bị... Không phải cánh cửa, nó sẽ biến thành vợ nó và kiểu nhéo tay được đấy. Người nó sẽ dính vào cánh cửa vào nhà. Sợ ơi.
nó không cử động được, nó tưởng là nó bị tọa, nó nhéo tai, nó đứng yên ở đấy. Ở chỗ nào nhỉ? Hay là nó trong nó thấy cạnh nó thôi? Ngay chỗ đấy, tưởng là đấy là cái cửa, tưởng đứng thằng cửa vào. À rồi rồi. Đấy cửa ra vào mà. Đúng rồi. À ok. Và sẽ ăn sẽ một nói ăn bao nhiêu lần tai. Ok. Nó sẽ mất thằng này. Giật thắt tai physical down vì bị cái bóng ma nó nhéo tai. Nghe sợ. Tôi bảo với anh bao nhiêu lần rồi, suốt ngày lo làm cái trò gì đâu không. Con cái ở nhà khóc sùm lên, không có chịu ở nhà dỗ con, lo đang trộm cứ phá nhà sớm không. Oh my god. Tài vô dụng. Đâu, sao em ở đây? Anh đang làm việc, anh kia mê cơ bản. Có đam không? Có đam, hai đam. Hai đam tinh thần. Cái tuổi nhéo tai mất hai máu. Phải đam tinh thần. Phải đam tinh thần. Nó là đam, đúng rồi, đam tinh thần. Hai thần. Đam tinh thần. Emotional đam. Phải còn là gì không? Phải thế nào? Phải còn là trong trong lúc sau khi dùng xe mình vẫn được dùng một can chip đúng không? Cái kia gọi là reaction. Nếu mà không, nếu không được đúng không? Được. Cái can chip này có được dùng bằng bonus action không? Được. Rồi, được. Thế thì mình cầm lấy mấy cái mảnh tạm thời bỏ qua cái luật lằng nhằng về cantrip, về spell, bonus action, reaction. Nói chung là cứ có dùng bonus action thì được dùng, dùng đi. Mình sẽ cầm mấy cái mảnh kính vỡ, mình biến nó thành magic stone, sai mà, giấu tay. Ok, magic stone, xong. Thanh niên dwarf dâu xồm xoàm, đỏ đấy, nó sẽ hầm hè, nhìn vào phía ông mọi người. Ê, hai sọi một tạo chớp. Hắn vung búa một cái, vừa mới đứng dậy từ cái vỡ, chỉnh lưng xong rồi là lấy búa quạt một đường. Anh cả hai mỗi người một phát attack ấy. Đây 6, xong cái sau cũng em 6. Trên là sẽ cho Yuki, rồi bên dưới là cho Mike. Oh my god, hai đứa hết kiểu. Em xài reaction được. Đấy, bắt okay. Nó roll lại. Bắt nó roll lại lần nữa nè. Ok, cho cái chúng Yuki hay cho cái chúng mình? Để chúng em roll 1d2. Để chúng em ạ. Nghĩ đi anh. Rồi. Hai người chúng. Vì cái phép kia là nó lấy cái thấp hơn. Nên là 21 chứ không phải crit. Anh thiện roll quỷ cơ. Chứ mỗi người đâm đăng crit thì mỗi người đâm đăng thì cái mình báo đó thật. Advantage cho ai? Advantage từ Silvery Box cho ai? Cho Yuki ạ. Ok. Tại mới ngáp vừa vô lại cái thấy cái số 20 cộng 6. Ấy tự nhiên nhớ ra mình có thể dùng Silvery Box. Hay luôn á. Phải cùng với dùng bây giờ không? Thôi qua rồi thì cho nó. Ok. Không biết làm biết được. Mày tao quá. Phay đã quên thật, chắc chắn không phải tại mình quên, Phay quên nha. Anh loại quá quên. Phay kiểu, ủa, sao mình nó cũng làm được trò này vậy hay vậy? Ủa hay mình xài, mình làm được mà. Em đã mình không có cơ mà. Ủa. Tại sao mình lại không làm cái gì? Xong rồi nó sẽ bước đến bước thôi. Hết tên, tên lượt người chơi. Hình như còn mộng thôi. Em thôi. Em sẽ dash bằng bullet action qua đây này. Em đánh nó có sneak attack vì cái này nó bảo thế ạ. Hey, cái nào? Cái này nó bảo thế. Nó là cái subclass ạ. Subclass của em là gì ấy nhỉ? Số up bắt à rồi, ok. Đứng đánh tay đôi với nó thì được. Sneak. Thì em sẽ chọt nó cái. Mà cha, chọt đi em. Thôi được rồi, bỏ qua đi anh. Xong rồi. Chọt có 10. Rồi, em trượt. Còn cộng 6 thì còn 10 thì vậy thôi ạ. Xem nó đứng nhìn nó nhìn em nhìn nó. Nó nhìn em nhìn nó. Nó cầm cái thay liễu kiếm của nó, làm chạch con dao của em mà. Xong rồi nó chọc ngay lại vào giữa người em. Chọc đi hết. Chọc nó. Trời ơi, nó còn có ẩn vật tịt đây. Ôi. Keep 2, 1, cộng. Thằng này là mấy đây? Thằng này còn 6. Ôi, 24. Đúng á. Mới đa. Mới đa. Anh thấy nó thấy đi anh hát qua Abre đúng không? Không ai đang tuổi 3 với người ta. Anh trả premium Abre em ơi. Thôi. Lăn chỉ từ 10 trở lên. Anh ở trong server kính của nó đúng không anh? Chết rồi. Tốt rồi.
Chết rồi. Trả lời đã cốt lại rồi. Rồi tới lượt Yuki lại á. Nó sẽ tham gia dùng cái hành động từ từ vẫn đang cái thằng bugbear này nó dùng hành động đó bonus action của nó là disengage ra khỏi chỗ mộng nó em được à, đánh nó anh ơi nó disengage nó chuẩn em à vâng nhưng mà em được đấm kể cả disengage em có cái gì à sentinel ok đập đi vẫn snake đúng không anh đúng có đánh đi 19 đúng rồi wow 11 nó đã rất cẩn thận nhìn bước trước bước sau thế nhưng mộng nghe tải đi đánh nào mà cha mày mày đập cái cửa sổ của tao rồi mày cút đầu mày đi như thế à dạ trời. Mày có thể chọc tao mày không được chọc cái cửa sổ mày bỏ cái ghế ra tay mày xuống con này nó đánh được sao mày ơi mày bỏ ra và đánh xong nó không đi được nữa đúng không vâng nó hết tốc luôn nó hết tốc rồi vậy là nó hết tơn. Sau khi hết hội người chơi rồi thì những ai mà hết một phe rồi những ai còn mà chưa đi thì sẽ đi thôi. Bây giờ cái bọn bé bé bay bay này bọn nó sẽ đi hết cùng lúc mấy con bé bé. Hội chúng nó đâu? Nhỏ hả? Đúng rồi, không to đâu. Yêu vậy giữ làm pet được anh? Trời ơi, có một con yêu làm pet nó đủ hả? Cái nhà này. Đầu tiên con đầu tiên là xem này, sau con im này, sau này lôi Rainier về này. Ông tên miếng ăn ra là bơ. Bốn cái gì đây? Random mice. Rồi. Bọn này nó nhỏ nhỏ không? Gọi sếp ra cào chúng nó đi. Bắt đi. Sếp ơi, 20 cân cá rồi. Sếp ơi, sếp ra, sếp cào luôn cái. Sếp ơi. Sếp ngồi im quá, sếp đâu rồi? Cái sofa mới về thì sếp nhanh thế. Mà người mới về, sếp trả ra. Yuki, trong cái deck sếp DC 13. Ok, deck Yuki. Oh, đây trong cái deck save DC 13. Ok ạ. Pay cho một strength save DC 13. Sao nó không thể tồi tệ hơn được. Pay cho một strength save DC 13. Strength save pay á. Pay thì strength save, main deck save Yuki cũng deck save. Yuki fail rồi. Còn Kenny. Wow. Để xem thấy là em có còn cái nịch không. Hai con này thì trong ba con này có hai con bắn hai tia băng vào chỗ Yuki và Minh. Có một con thì bắn một cái tia leo lét xanh giống như cái luồng khí giống như là bắn trưởng. Yuki vậy ra 4 mình ra 5 đi. Không thể công tác thì nguyên xuống rồi. DC 13 đúng không? Mình ra 13 nhưng mà theo trừ 1. Tổng là 13 là qua rồi. Nhưng mà trừ 1. Xem trừ 1. Ok. Thề nguyên rủa. Đầu tiên, mỗi Yuki và Minh mỗi người ăn 2 đam lạnh. Lạnh quá. Lạnh quá, đắp chăn đốt nhà thôi. Còn fail cái strength save như cái tia bắn trưởng Kamezuko của con này thì bay lộn cổ về phía đằng sau cái bàn. Ôi trời ơi. Thế là bay 30 feet cơ. Bay 30 feet. Plan. Oh my god. Đường luôn. Concept anh ơi. Chính nhất luôn. Concept nữa. Concept rồi. Concept. Concept sao? Rồi. Chui từ trong cái chỗ lò sưởi ra, cắn luôn chân cái thằng này đang bị mộng dữ. Hả? Không mèo, sếp. Sếp. Ơi. Đốc điên điên. Yeah. Ui giời, sếp gắn ghê thế. Không đỉnh quá. Sếp MVP. Thế thề nãy giờ cam mình đúng kiểu khều khều với chúng nó xếp ra xếp cào. Ủa khoan mà có 3 con xếp tờ hả anh? Em nhớ tuần trước anh nói đến 5 con nữa anh. 3 con. Đâu em nhớ là 3 con. Em nhớ 3 con. 1, 2, 2, 3. Đấy đam. Ôi, con mèo đâu ra đây? Thằng Ronnie đâu rồi? Nhà con địch mày cứ chui dưới hấp này mày thôi. Ê, đây, em đang kẹt dưới cửa hầm. Cảm vỡ có cửa nữa đâu mà biết em biết cửa nghe em ơi đôi đôi tự nhiên thấy mình giống Simon à gọi cả nhà lên đúng không game gia đình bắt đầu vòng mới chưa ai thái gọi im rồi ai còn im nữa Simon à tích trên lầu tích tất cả mọi thứ trong nhà mình nghe thấy giọng rồi đi chị có cần em lên nhà thả con im không em giúp cho chạy vào với cửa sau đúng là giặt tới nhà thì im cũng đi đánh
con mèo rồi. Em biết cả cái tường tường tay gì đấy sao sợ sợ. Ừ mày thả từ tầng hai xuống tay. Thả từ tầng hai. Hồi nãy anh Linh ăn nhiều đam, hồi nãy Phai ăn nhiều đam à? Cái pha mà bay vô tường. Bay vô tường không ăn đam, chỉ bị đẩy về xa thôi. Thế là không được concept. Mày quá không phải concept. Rồi, vòng mới, vòng thứ hai. Mọi người bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện ở bên ngoài nhà. Lượt người chơi. Ai muốn đi? Em đi trước đi nhưng mà hả? Đứa nào lại ném vào tường nhỉ? Con spectator. À, con này. Con mắt này. Cô quá sao chưa vô. Có góc mèo không nhỉ? Nào. Đấy. Mình có thể chạm xuống đây một tí. Nhìn được đúng không? Mình nhìn thẳng được, đây là cửa. Đây. Một đòn đánh bình thường. Rồi 4 cộng 2 bằng 6 mình ném xuống chân rồi. Ok. Con này nó mình lượn trái lượn phải. Đang ném thì cái thanh niên đứng ở cửa đang gãi nhau với vợ, cứ vùng vàng nên cái cửa nó che mất. Ôi, mình vừa ném một mảnh kính trúng vợ của thằng đấy. Thằng đấy không. Em ơi bị nhạt đi, em ơi bảo rồi. Đây là kính. Ôi giời sao không em ơi. Anh có di chuyển đâu không? Không tùy thể đâu. Tùy thể không đầu đâu. Chắc là cũng chỉ thế thôi. Rồi là mình chỉ chọi kính rồi mình sẽ enter, mình sẽ lại chui xuống dưới cái này mình nấp. Có được cover không? Mình cứ xuống bàn cũng được tính cover không? Chui xuống bàn, cúi xuống. Giờ cover, half cover. Half cover. Ôi, tự nhiên thành 18 giác, thích đấy. Ủa đâu, mà như half là roll disadvantage. Là cộng 2, half là cộng 2. Đúng. 3/4 là cộng 5. Thanh niên ở ngoài thì thấy bên trong cái thằng bác bè kêu gào gì đấy, ngó vào. Ô, cái bà này. À, con mụ này. Chiều mày đá tao à? Cái thằng ngoài nó vẫn cứ hét vào trong nhà, có phải đi đến nhìn qua cửa sổ. Tao có đây. Mày cứ đợi đấy, tao có. À, đây rồi. Nó rút từ trong túi ra cái gì đấy, một tí bụi nó phẩy lên rồi thổi vào trong, cái bụi đấy nó lóe lên thành một cái vầng sáng tím, thổi về phía Mộng. Pro lăn về đây 20 cộng 6, ui dồi ôi, 18 đúng không? Lập tức ăn 4 nam và bị mù cho đến cuối turn của mình. Mộng xuất hiện đầy bị mù. Wow. Suốt ngày chưa có phát được bị mù. Em được dùng action em chửi nó không anh? Em cứ chửi thoải mái em ơi. Mà cha mày nhá, mày đừng để tao nhìn nhá. Tao thấy mày vạch ra rồi một lần nữa là mày không còn đấy mà mày vạch đâu đấy. Mày cứ đừng đấy mà mày thổi. Mày thổi cho lắm vào lần cuối mày thổi đấy. Mày không còn mắt để nhìn ra đâu. Ui giời ơi. Tên đi bội ra, tên đi bội mày ơi. Ê, đây, đợt nó mù rồi. Đánh bả mày, đánh bả mày. Đấy, cho bà ấy, cái đá hộ tao nữa. Hết tên, tên người chơi. Yuki muốn đi trước em muốn. Hay em đi trước? Mình có cao kiến gì để cứu được chị Mộng trước không nữa? Không, em chỉ biết giật điện. Mộng lửa sau là hết mù mà. Mộng lửa sau là hết mù rồi mà. Em chỉ muốn giật điện. Ok. Yuki có thể chạy ra chỗ mộng phổi. Lúc chạy thì bị nó oa cái con kia. Để em giật điện, nếu em giật điện thành công nó không reaction được. Tấn công kịp gác. Mình cứ đi trước. Advantage. Ok, em lại tiếp tục giật điện nữa nè. Đúng không? Wow, gần như. Còn một lần răng nữa, không được đâu, một lần răng. À rồi, trúng rồi em. 17. Đúng rồi. Yeah, giật đi. Đam đi, ấn một chữ shopping rush. Bắn mình shopping rush. Yeah, 4 đam. Rồi, 4 đam. Này, nó vẫn cố gạt ra nhưng mà cái tia điện vẫn dính vào phần tay giáp của nó. Yuki đứng bên cạnh vỗ tay. Lấy. Lại mấy cái trò phép vớ ba vớ vẩn này. Mình còn làm gì không? Có anh. Nó không check reaction được, em lùi một bước. Ok. Lùi hai bước đi. Để cái gì đấy mà nó dí đánh em thì Yuki cũng oan được. Ok. Đi ra thấy thanh niên đang nịnh vợ ở đây. Nịnh cái cửa. Có mình nó thấy. Nó đang nịnh cái cửa. Nó sẽ xoa cái cửa. Có cái mảnh kính vỡ đang găm vào đấy. Chết rồi. Bằng đẩy này đi cướp. Và mang mấy người từ viện tâm thần ra hay gì. Dạ em cho. Thanh niên bắt bè
đang đứng cạnh Mộng thì gõ Mộng cái advantage. Đây thì người mù. Đây thì nhãn. Đấy, người mù. Không, không, đây là nghiệp của bạn, đây là nghiệp đấy. Là nhau còn mình không chơi như thế. Ừ. Dạ. Mộng được tới mình nhã. Trời ơi. Mười đam em. Mày có về đi không chứ. Tên sao chị ơi? Em mới đứng cách nhà 100 mét rồi, em đang dòm vô gì vui. Tên người chơi. Thanh niên này sẽ bước vài bước để đứng xa Yuki ra nhưng vẫn gần Mộng. Em được à, nó vẫn trong tầm nè. Yuki, bây giờ bạn đánh nó đi, bạn đang có advantage từ vòng trước và thằng lùn này nó không có qua bạn được. Đánh nó xong chạy. Ok, ok. xem nào. Thế thì tên là em có được flavor là ví dụ như là có cái chổi ở gần đấy thì em sẽ dùng nó như một cái quarter staff được không ạ? Được em. Có cái ghế á. Ghế bể. Lấy chân ghế làm quarter staff. Ghế thì bị ngắn ngắn ấy. Thế cứ cho là em sẽ múa chổi chứ. Múa chổi đi em. Thế gì nhỉ? 20 KH đúng không? KH 1. 13 cộng 5 18 anh ơi. 18 chúc. Nan nan. Yeah. Quarter staff là mấy? 6 cộng 5. Vậy đây. 7 đà. Bonus action. Em bật cho em cái show face nhé. Rồi bật đi. Ok. Xong rồi em đó không biết rồi em sẽ ra em đuổi cái con kia em dí nó. Em sẽ đứng ở bên cạnh chị Mộng. Xong rồi là em mắng nó là mày đâu có chạm vào chị mà chị của tao. Mày đánh tao rồi. Đứng bên này chứ. Cái này dính vô là sửa rồi. Đừng xếp, đừng xếp. Đừng đạp lên xếp. Ok, để em enter. Mày chạy ở đấy à? Tao ra đấy luôn. Thằng đỏ, ông cũng chạy ra. À, cái con mụ này đúng không? Con mụ này đúng không mày ơi? Tao đào nhá. Mộng chưa lấy tên vẫn mù đúng không? Vâng. Trời ơi. Trời ơi. Quá. Anh ơi, em lại cast Silvery Pass được không? Ok, vẫn còn sót thì cast. Cố lên. Cố lên. Trượt anh. Mày quá. 14 trượt đúng không? Trượt ạ. Rồi, trượt rồi. Cuối cùng hết máu rồi. Nhưng mà Mộng sẽ không công nhận điều đấy vì Mộng đang ngủ. Có thấy đâu. Chửi nào em ơi. Cho Mộng mặt bên. Mày kia chửi thế nào vậy? Chửi thế nào vậy? Có muốn flavor pháp không? Silvery Bobs. Không. Tí hồi em viết ở trong cái combat sau nhưng mà chắc là cái gì? Chú ơi quên kéo khóa quần kìa chú. Ủa ta đây bận giáp à? Nên mới biết đâu. Hết tên, tên người chơi, còn ai chơi đi? Em. À, advantage em cho Mộng nha. Người mù. Người mù. Rồi. Người mù. Chàng kiếm bất mù rồi, đu sang mà... Mù nhưng mà vẫn melee được mà đúng không? À được. Con nào nó cánh tao hét lên tao biết tao né nhá. Chị ơi em ở bên trái chị nha. Bây giờ bốn phía là có hai phía là bịch tường, một bên là cái tường, bên là Yuki. Nghe từ phía bên trên là chị ơi em ở phía bên trên chị nhá. Mày cút ra, mày đi vô đi vô đây. Nghe nó giả giọng, cố bắt giống giọng Yuki. Chị ơi em ở phía bên trên chị nhá. Tao mù chứ tao có nít đấy. Ê, câu này được nói hai lần trong hai ngày hôm nay. Rồi nè. Em vẫn được đánh đúng không anh? Có đi sân vantage không? Có đi sân vantage. Hay là đánh thì cộng với vantage. Nhưng mà được cái advantage của là thì huề, thì huề. Em đánh nốt cái con Bắc Bê đi, hôm nay chưa 11 rồi. Nếu mà nó trúng tiếp, 16 á. Rồi, trúng, đam. 16 á. 16. Đấy. Ôi, quá. Một máu. Quá. Rồi, chị Mộng sẽ tăng thêm cái nữa rồi. Sao tao thấy mày? Rồi, những giây phút này chúng ta cần magic missile như thế nào? Mày thấy gì chưa? Thôi cái mày vào đi, tao chặt mày, tao như tao chặt nó nha. Nhà tao là bị tao 10 năm trong ngày thái thịt rồi mày đứng mà thinh thường tay của tao. Tao mù, tao thái thịt, tao lắp được dao mày ra đấy. Anh ấy, bà nói thiệt đó mấy anh, hôm qua tụi em mới ăn xong á. Sao cái giọng chị Mộng to thế? Bây giờ chị Mộng ơi. Mày nhanh mày. Cả mày nữa. Hả? Bọn mày lên xong. Anh đi thằng kia không phải cửa gì, anh vào đi. Anh chạy bình tĩnh, nghĩa là anh chửi nốt cao quá, nó hết nhận mình. Nốt cao nó hết nhận.
Không biết. Giờ nó giờ quá nó thường tiếng ồn nó bị tắt luôn. Nó thành tiếng ồn. Cái sen sổ luôn. Từ ngữ thô tục. Mấy cái sen sổ. Mấy cái ai nó sen sổ. Ok. Okay. Mọi người có thêm con im. Yeah. Mọi người ơi, chưa ai được phục im hết mọi người. Chưa ai nuôi được một ngày nữa. Chưa ai huấn luyện im cả. Con khi mà con im xuống nó sẽ lăn random xem đánh ai. Chưa ai huấn luyện nó cả. Em hết mù cho anh. Em hết mù rồi. Ánh sáng. Mày là thú mày biết mở mắt ra mà mày nhìn xem mày đánh ai cho con kia chứ. Không mà tao lóc cả mày vào chung một đống cá đó mày đừng có lằng nhằng. Em cứ chửi nó hiểu. Chị ơi, chị trông đúng là hơi hấp hối. Chị chị đừng manh động. Anh chào con im. Nó intel check coi nó hiểu bà mộng nói mày. Chưa, chào. Im start đồng nhỉ. Ê à, lần này hay mở đã. Nó hiểu thích người. Nó hiểu. Nó hiểu rõ luôn. Mày cũng biết tại sao không? Con im này nó ngủ trong phòng thằng Minh. Nó cứ đọc sách mà mình biết bây giờ nó hiểu tiếng người rồi. Nó hiểu tiếng khủng. Trời ơi. Không, nó ở trong nhà này lâu quá rồi nó nghe mộng chửi nó rèn. Nó sẽ không chạy về hướng đấy. Mấy cái tiếng đó là cái tiếng chuẩn bị chặt rồi đó. Mày thấy cái thằng ngoài cửa không? Mày vô mấy con bằng cỡ mày, mày vô hết nó tao. Giời ơi, con chuột nó không được, tao chửi mày nha. Trời ơi. Con chuột lắm nhưng mà thôi em hồ đi. Chiến tranh của mấy con bay bay. Ok. Nó bay ra đây, nó cào mấy con này. Bay qua cửa sổ. Ừ, mẹ xong rồi nào. Đổi ngay thế. Sao nó đổi ngay. Tự nhiên nguyên team thành Ranger. Rồi, nó bị tư duy em. Không, bị tư duy em, bắt chúng rồi. Sao để bỏ tư duy em ta. Lập bài. Đúng con này. Và lập tức nó ra nó cào. Cào hết vào mấy cái mắt của con này. Con này rộng. Wow, yeah, yeah, yeah. Hồ. Wow, ghê vậy. Hồ. Trời ơi, what the hell, ui mẹ ơi. Ui, Nam hơi bỏ mộng luôn. Nam hơi bỏ mộng. Ngày mai nó có 200 cân cá, chỉ có mình mày ăn thôi, của mày hết. Mày cáo lắm. Ambition là, ambition sau cả nhà cùng nhau hợp tác nuôi con này, giờ thấy nó mạnh hơn thằng Minh rồi. Nó xịn thôi á, nó xịn thôi á. Bạn thân Minh thật, ngay lần đầu là mình có ích rồi. Rồi. Cái hai con một mắt, wow, actually là năm mắt, một mắt to bốn mắt nhỏ. Còn lại ở bên ngoài nó sẽ target vào con im. Cố lên nha, đây. Đừng chết. Cố lên em đừng chết. Mày đừng có chạy vào đây, mày đẹp nó cao đi. Vào đây tao cũng cao thôi. Trong nhà là gì đâu gì mẫu ơi. Mày về nhưng lên tao sắp chết rồi, mày chết rồi mày về làm đám ma tao đi là vừa. Yuki nó xin cái tóc của tao rồi đấy. Từ từ kiếm gì em vậy? Ôi không sao đâu, để let me heal it for you. Lay on hand, lay on hand. Lay on hand. Đặt một tay cái, yeah. Yeah. Bả. Qua, strength không qua. Một con bắn tia băng, một tia con bắn tia đẩy. Tia băng thì trượt, tia đẩy thì trúng. Con im bay thẳng cẳng về phía này. Đập vào tường. Oh no. Wait. Nhưng mà nó không ăn đam. Nó không ăn đam. Đẩy đi thôi, không ăn đạn. Không nó bay tiếp lại, không sao đâu. Cố lên em ơi, vì 20 ký cá, cố lên. Cái này có phải animal abuse không nhỉ? Rồi, cho sếp cao nốt thằng một máu này. Cố lên. Sếp 10 điểm. Cố lên sếp ơi. Sếp 10 điểm. Ôi dồi ôi, tôi xong rồi. Chết rồi. Sếp giết chết một con rồi. Mình đây cảm giác đây kì xuống một phần chung nha. Cái này dưới từ dưới sàn cái đầu xếp ló lên à, wow, cái cán bên chân đó hiện đang đứng chết. Không vững rồi một phát lăn quay xuống sàn. Em được đàn em chửi luôn không đấy mà nó giống mè cho tao không biết giết người nhá, mày cẩn thận đấy. Ủa, nhà bọn này nuôi mấy cái gì cắn lắm mày ơi, kiểu như cái sở thú á. Sao tự nhiên nó là sở thú á. Không bắt động vào nữa. Đấy là chưa thấy anh được lui ở đây đấy, anh được lui đi sớm quá. Anh được lui đi sớm. Ừ, tiền bỏ về đi sớm. Đến vòng thứ 3. À, Văn, rồi miêu tả đi. Văn về. Đi từ đâu về thế nào? Văn đang gặp mực đi từ cái xe về thì nghe chị Mộng la. Văn lao vô nhà. Thằng ngoài đây thằng nào chị ơi? Nó cái thằng chửi tao ra, mình chặt nó xuống, tao vừa đá cửa nhà mình xong.
Wow, mày mất dạy. Văn sẽ đứng cạnh nó. Em sẽ flavor lại cái tone update của em là bằng một nắm đấm. Em không chỉ vô mặt nữa. Tone the dead nữa. Nhưng mà cái chuông ở đây là đầu mày. Sếp, with sếp anh. Ok, fail. Hai, nó chưa mất máu. Ăn 7 máu anh. Giờ thì mất rồi. Ui, bọn mày ơi, cái thằng nào từ đâu ra vậy? Tóc, hả? Sao mày ở đây? Tao tưởng mày đi đâu rồi mày. Ừ, thì tao về rồi. Tao phải cast thêm cái spiritual weapon. Ok, nghe xem. 12 học rồi. 12 vào ai? Vào thằng đó luôn á, thằng đang đứng cạnh em. Chúng, ok. Để em tăng thêm tinh thần chiến đấu cho Văn, để em sẽ kể cho Văn nghe. Nó đập vỡ hai cái cửa sổ rồi, nó đập nốt ba bộ bàn ghế, em lấy một cái cửa hầm rồi. Wow, đúng mày quá nhiều thứ rồi đó. Cửa hầm nha. Thêm 6 đàm lên. Tổng là 13 đó. Rồi, đã nhận đàm. Khi mà Văn về thì cũng thấy ở bên cạnh từ cái quán ăn bún chả ở phía đối diện đường, cái anh Hề anh bắt đầu ngó lên nhìn vào bên cạnh xem cái gì và nghe lùm xùm tiếng to thế. Em gọi nốt được. Ừ, gọi đi. Đúng rồi, bài nữa. Thằng đào cảnh vệ nó đâu đấy ngoài kia, mày lao vào đây đi giày ơi, nó sắp mất nạt con tin, nó giết con tin, nó kẻ ra vào cổ mày, ngồi mày đập báo mày chết vào đây. Mày đây, chính mày. Chăm nó chị ổn chị ơi. Không. Tôi hề mà. Cái spiritual weapon của Văn trong như nào? Anh... Nó là cái búa. Đảo à? Đảo nhà nước à? Ok. Bên ngoài. Ủa, cái thằng đứng ngoài cửa không? Khoan anh, em hỏi cái thằng đứng ngoài cửa nó không thèm save cái Fastable Force của Faye luôn hả? Nó kiểu chấp nhận đấy là vợ nó luôn. Chấp nhận rồi, nó chấp nhận rồi em. Cố chấp thì không thể phản kháng được. Ý là bình thường phải phản kháng. Ừ, hay là ai dám bật nóc nhà cơ chứ. Nó phải có những cái đó đấy. Thằng ở cạnh Văn bắt đầu hô lên. Ôi bọn mày ơi. Ôi, thằng nào đá đốt cái ghế thì đá đi, xong rồi đi là vừa mày ơi. Nhanh đấy. Về đồn chứ. Về đâu? Về đồn. Ừ, tụi bay cũng vậy, tụi bay về đồn nè. Ok, vậy cho Văn là đầu tơn của vòng 3 rồi nhá. Vừa về dùng tơn rồi, bây giờ lên tơn của địch. Lên địch. Thằng thanh niên này ừ được rồi, về mày ơi, bọn mày trong nhà về chưa, để tao lôi vợ tao về thôi, thì đấy mày đấy. Em ơi quá, anh đã bảo đây xôi xôi về nhà con đi, anh lau nốt rồi, anh phải sau rồi. Ôi thì sao cứ đứng đi chơi chồng đi hả? Anh không thấy to tiếng nhưng mà mà ở đấy mà nói đến cuối game đi sẽ nó có lôi nó bay cái cửa. Ủa chị ơi, trong nhà mình có thằng nào yêu cái cửa nhà mình luôn hả? Cái cửa đó, ôi trời ơi. Em bảo rồi đừng có xài gỗ sồi mà, cái gỗ đó nhiều người thích lắm. Chứ mày hả? Dạ, hôm nay nặng quá. Nói tên mọi người. Mọi người không có bị đường, để đường ra chặt thôi vì bà mộng chặt xong. Thật ra cũng chẳng cần. Mày lo được mấy thằng ngoài đấy không? Lo rồi chị ơi. Ừ, thế của mày cả. Thế ai đi trước đi, có một thằng trong này thôi mà. Chị mộng hấp hồi quá, có cần em đi trước để em heal. Để đánh đi trước, đánh đi trước cho, để mình đi trước. Ok. Lại tiếp tục là thấy mất thằng này đúng không? Thấy mộng, hấp máu rồi, cầm đá ném thằng đấy. Xem nó hit bao nhiêu. 21, chắc là trúng. Ô, cái thằng giữa mọi người đúng không? Chỗ mà cạnh chú kia mộng ấy. Cạnh kia mộng, ok. Trúng đó. Đúng, 1d6 cộng 4, 5, ra 1 đấy, 5 máu, và phải hét lên, chị mọc ơi, cố lên, đừng chết, dùng action Hollywood một cái, 4, 3 cộng 4, 7 máu, có 7 máu, yeah. Đừng chết chị, tao chưa chết được, tao chết dài có lắm. Chết để sau, có chết đi để sau hãy chết, đời vẫn còn đẹp mà, nào tao đéo đẹp nhưng tao không chết được. Thằng bên trong mình enter rồi đấy. Thằng bên trong nhìn xung quanh thấy trận rồi chạy ra ngoài cửa sổ. Ai đánh thì đánh đi. Ai đánh thì đánh đi. Chọt 15, không trúng rồi. 15 trúng. Ôi trời, ai đứng yên? Ôi có 15 nữa. Ai đứng yên? 15 là trúng hả? 13 hai mình đánh nó. Đứng yên. Đứng yên.
6 tham nữa. Tổng 2 người là 19 tham. Nó chết rồi mình. Ờ, gần chết. Em trực tiếp, mày biết con rồng tao còn lựa ra được và tao lách cái vảy nó ra, nhưng mà đừng nghĩ mấy bộ giáp của mày bắn thua gì cái dao này nhá. Trong nó còn người luôn á chị. Em tưởng 2 thằng còn đây chứ. Mày cứ lo 2 thằng còn đấy thì. Ôi, bọn mày làm cái gì lâu thế? Thôi đi, thôi. Thằng này, nó dùng hành động nó disengage chạy khỏi văn, thằng đứng ngoài. Đến tuần mình chơi. Đến tuần của bên kia chứ. Em tưởng là con nhớ quá, xong rồi đúng rồi, đúng rồi. Anh xin lỗi, tại vì mọi người vừa reaction, anh tưởng là tâm mọi người. Tâm mọi người. Dạ, ok. Em đập nó một cái rồi thì nó... Nga. Đập tiếp đi, đập tiếp. Đập tiếp hay ra chặn thằng ngoài kia thì nghe chị qua. Nốt đi cho nó về đôn. Về đôn. Yuki đập trước đi. Yuki đập đi. Cho Yuki đập trước. Yuki đập đi. Cho mộng. Nếu như thế thì tôn sau là thằng này chạy. Thì tức là phải đập nó từ tôn này thì nó mới, tức là tao phải lao ra đứng ở đây từ tôn này thì nó chạy ra khỏi tao thì nó có cơ hội không chạy được. Tức bây giờ là nó cái thằng trước em với chị mộng thì đã di chuyển chưa? Nó di chuyển xong nó bị túm lại rồi. Túm lại rồi. Ok, thì em grab vào nó luôn nhá. Em khóa cổ nó. Mày chịu đánh đi. Em chạy thẳng qua ngoài này bằng dash luôn. Thật ra thì em có thể nhìn thấy cái thằng đứng kế với chú Băng ở cái góc của em, hình như hông đúng không? Có cái tường. Không, qua cái tường và cái thằng ôm cửa. Không phải ở đây, em bảo em đứng đây em đập nó một cái xem chạy ở đây là được. Okay. Em đứng tại chỗ em đánh thằng này một cái trước đi. Đánh đi. 25 ạ. Rồi, đúng rồi. Wow. 17 đam. 5 rồi. Tao lóc xương mày vậy. Tao phải lóc. Xong rồi đát bằng protection qua đây đứng yên đấy ạ. À. Mày chỉ cần chạy ra khỏi thằng protection 60 feet mà tao đứng trước mặt mày. Mày chạy ra đi. Ủa? Tao nói xong rồi hả chị? Xong rồi. Xong có thịt ở wax rồi đấy. Wow. Chừng anh đang xong á. Xong rồi. Đến được. Ê, đừng đánh chết chúng nó nhá. Để có gì bắt chúng nó sửa lại nhà mình luôn chị ơi. Tao mới lọc hết giáp ra rồi. Tí nữa là một bộ giáp cho mày đấy. Ôi sợ quá. Ê, thằng này vẫn kế hoạch cũ, disengage xuồn, đánh đi em. Ok. Ủa xấu rồi, bây giờ đeo trúng thì nhục này. 26 nát 20 anh ạ. Ôi. Trúng rồi. Ba đừng đi với em, chạy làm gì. 19 cộng 2 là 21, 21 cộng 7 là 29 đam. 28 đam, 21 cộng 7 là 9. Chào em nhiều ta. Ngon kinh liều. Nó sẽ có cái cảnh là quay vào lúc này. Ừ. Em túng vai nó, em nhìn nó. Mày vừa dùng cái gì cơ? Cho em chặt. Cái gì? Thật. Không còn cái vòi nữa. Cái gì nói ra thì cậu cho ta tưới nước sạch. Cậu ta không tưới nước này. Em chặt. Tự nhiên này, okay. Không chạy được. Anh Văn ơi, quay mặt đi. Nó lăn ra. Quần quại. Cái gì lăn ra quần quại? Đó. Nó ấy. Nó lăn ra và nó cũng lăn ra. Ôi giời. Và với như vậy, combat đã kết thúc. Thanh niên còn lại vẫn đang đứng ôm cửa. Em đã tính dụng tên tiếp theo, em Animal Handling xem coi em có bắt được con Spectator để về làm thuốc. Đúng rồi, thú thiệt. Anh cho nốt mình cảnh đó đi anh. Bắt đồ Spectator. Nhận đồ được con em, nữa. Em có thể miêu tả hành động của mình nhưng mà sẽ không có lăn gì cả. Vì nó là fail. Cái này không được. Gì hả? Ờ, vậy thôi em chọt cái mắt nó luôn vậy. Mắt nó từ chữ O thành chữ X. Kìa chín rồi. Nó rơi một xíu. Ngu. Ôi má ơi. Mấy con ngoài này sao chị? À. Con ngoài này sẽ cho nốt con im nó cào lên được không? Rồi để nó làm nốt đi. Còn cái thằng ôm cửa. Ôi không. Có một con mắt thì bày mất. Thằng ôm cửa nó vẫn đứng đấy thôi. Nó vẫn cứ vừa giờ nó đang bị mảnh dao đâm vào. Vợ nó hấp hối sắp chết ở đây ôm cửa khóc lóc. Em ơi đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh. Các anh chị ơi hãy tha cho vợ của em. Em biết đi lại lại kiểu. Đây đây hàng. Đây. Trời ơi. Tôi làm cái gì? Cầm lấy một cái mảnh kính rồi đang cào lên cái cửa. Cái trị trí mà đáng lẽ nó là cái đầu ấy. Ôi.
Nhưng có người đâu ác. Ôi, ôi, cửa mới mà. Ôi, ừ, cửa cửa này cho nên hỏi. Ôi, ôi. Chị mà cao cửa là em bắt chị dọn nhà. Thanh niên đau lòng quá, ngất lịm. Cho nó ngất trong vòng tay của Yuki nha, để Yuki chói nút nó lại. Đàn bà trong cái nhà đáng sợ quá. Tối nay đâu ra vậy? Tao không biết. Tao đang định bắt quả tang có mấy con chuột phá cửa hầm. Nhưng mà không ngờ là cửa hầm vừa vỡ thì cửa sổ cũng vỡ luôn. Nên có mấy con chuột khác lên. Kiểu chuột trong nhà với lại chuột ngoài cống ấy. Ờ đây đây, ấy sách bách cái thằng kia. Ấy. Mong à. Em nghe phong thanh ở đâu đấy là bọn nó bảo là có ai đấy ở nhà mình mà gây sự với bọn nó ấy. À nó chửi tao ra. Giờ đang đến để trả thù ấy. Thì xong rồi. Thì chị phải biết bọn nó chứ, sao lại bảo không biết. Ừ đúng rồi. Ủa, bây giờ ơi, tao đi ở ngoài được, tao không thể nào nhớ mặt cái thằng mà chửi tao già được. Tao già mà tao nhớ sao được. Từ từ chị Mộng, chị về lúc nào vậy? Tao đố mày biết chứ. Má, em ngồi trên xe, em nói chị một dập, em quay lại em không thấy ai hết. Cứ tưởng nói với Mộng. Ôi cái đầu gối. Ôi cái đầu gối. Ủa là sao chị? Chị về chứ mày đổ em về chứ. Thật đấy. Lúc mà chị xuống ấy, chị bước xuống cầu thang xuống ấy, em còn tưởng là chửi đánh nhau với chị cơ. Vì thật em thả hai đứa thằng Minh ra ngoài ấy, chị từ đây chị cầm roi chị cắt đít bọn em. Để mày vừa rồi. Đây là cái cửa trong phòng bể rồi. Em có vẻ Minh ơi, phụ một tay mấy thằng mày xuống hầm coi nó lại cái. Đi nào đi nào. Hai người mới. Mọi người, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Anh Hề chạy lại bỏ cái tóc giả xuống. Đi về. Em bóp cái mũi rồi anh về. Ủa? Thế là có đánh nhau trong đấy hả? Không, bọn tớ trêu đùa nó đâu. Tương cà chua, không có máu nó đi về. Đúng rồi. Em lấy cái tay của cái thằng kia em rồi. Xúc mũi lại. Chắc không có gì đâu. Mọi người đã vừa xong hướng dẫn combat vừa rồi. Có vẻ là những tên du côn đến làm loạn nhà mọi người đều đã hoặc bị đánh bất tỉnh hoặc là quằn quại ở đâu đó bị chói thanh niên đấy là tự bất tỉnh. Lúc này thanh niên cảnh vệ mặc thường phục đồ chú hề vẫn đang gãi đầu gãi tai nhìn ngó mấy thằng nằm dưới đất ấy chân huých huých vào tí. Đạt đấy hơi nhạy cảm. Đạt đang ở bên dưới đi. Đưa cho cái thằng đen. Rồi ôi à thế là bọn du côn à để gọi mấy thanh niên. Tôi là cảnh vệ để tôi lo cho theo dõi mọi người. Chắc cũng thì... xong rồi rồi cho nó không dám nghịch nữa đâu, kệ đi. Nghe thấy huỵch nghe tiếng từ trong nhà. Chị ơi, còn cần cái tường hành tay nữa không? Em bế xuống rồi. Em đây xong rồi hả? Còn im có giúp gì không? Nó có ít hơn này. Em thả nó đấy. Ok, approve. Thôi, em có việc muốn em nuốt lại nó vào chuồng đi, nhờ lấy cá ở bếp nó nhé. Ok. Ê, im ơi, im đâu rồi? Nó chạy vào phòng đi tìm. Mọi người khi mà lút nốt mấy thằng dưới đất thì đồ trang bị của bọn nó cũng không quá xịn, không xịn hơn đồ mọi người. Mà cũng có thể là đem bán hoặc là đem đồng nát hoặc là đem làm nồi niêu xong xả. Tùy. Mọi người sẽ... Có cái nỏ không anh? Em không có vũ khí anh ơi. Có không cái nỏ? Mình có hai bàn tay. Light crossbow. Có một cái light crossbow nó nhẹ thế mà em muốn dùng mình lượm ấy mình lượm trước khi mà chú Văn thấy để mà địch thù tranh thủ anh ta không nói được chứ. Mọi người lục thì cũng thấy có trong cái áo giáp ở cái ở bên ngăn bên trong túi trong của áo giáp của thằng Nuốt có để mấy cái giấy tờ. Và cái người của thanh niên mà quằn quại một hồi bên ngoài xong ngất đi thì cũng có một tí giấy tờ không đấy. Trong người của thằng, bây giờ gọi nó là thằng quằn quại. Thằng phòng quế. Mảnh giấy trong người thằng phòng quế. Có đồng nào không anh?
Anh sẽ ghi tổng số tiền mọi người rút được sau và tổng số bán được. Okay. Trong người của thằng Dwarf và số tổng tiền, xong là về sau những cái đồng nát các thứ vũ khí mọi người bán được. Vẫn là vũ khí có giá trị, có cái cần giáp có giá trị 20 vàng. Này phải đi mua cá cho im nữa. Nhà còn không à? À, như còn cái thằng đang ôm vợ đúng không? Gọi dậy đi. Nó bị trói rồi nhá. Em sẽ bắt đầu vỗ vỗ vào mặt nó. Alo, alo. Con sẽ đi hỏi nó, không biết gì đâu. Vỗ vỗ nhẹ nó vẫn chưa. Chồng dậy rồi đâu. Đừng nhắc nữa. Nào, ngồi như nào. Bây giờ nhá, một là tao hỏi mày khai. Hai là vợ mày không an toàn không? Mày bị nhốt đây thì mày nghĩ là vợ mày không an toàn không? Mà để vợ mày còn chung mày ở đây nữa đấy. Một mày làm gì vợ tao rồi? Bọn tao không làm gì cả, miễn mày ngoan. Bây giờ mày hư thì bọn tao làm gì này? Tôi dặn dặn rồi. Chưa làm gì cả. Vậy cười mọi người cần gì? Em biết lỗi rồi ạ. Em nghe lời thằng kia em đấy, chứ em không phải ý kiến của em mà em muốn vào đây đâu ạ. Sao mày chưa đây? Sao bọn mày lại đến đây? Thằng cu lờ đấy nó muốn vào đây nó trả đũa cái vụ chiều nay, hình như là chị huých được cái hay gì đó. Nó huých tao mất dạy, nó chế tao già. Bây giờ mày nghĩ nhá, mày về nhà mày bảo vợ mày già đi xem mày còn sống không? Không xứng đáng à, thì đúng rồi ạ. À. Đấy thì nói chung mà nó thế là nó cũng nghiệp thôi. Thì em không biết ạ. À. Em thấy là nó bảo là à, chị với anh nào hay ai cứ anh này huých nó hay gì đấy thì nên là nó cú. Nó cấp trên của em nên là em cứ nghe rồi em hỏi gì đâu. Thế bọn mày là tổ chức gì mà cấp trên cấp dưới nghe ngóng? Cái bí mật của em, vợ mày. Em cầm cái chổi đằng sau em kiểu em múa vòng 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 chỉ vào mặt nó kiểu intimidation đó. Nói lòng. Là quân múa đây làm gì? Cái chổi đấy nó hơi như một tí máu ở cái chổi á. Tay ta nhẹ nhàng ngồi xuống dưới trước mặt nó và nói là ra thì bọn tôi cũng không muốn đánh cậu đâu, không muốn làm gì cậu cả. Người bọn không muốn đánh ấy, thì đang nằm ở bên cạnh cơ, là cậu cứ nói thật đi. Xem là cậu định làm gì ở đây, cậu là người tổ chức nào. Ấy Yuki sang đánh đi, nó nói quay ra kiểu nói kiểu giống như kiểu giấu nhưng không giấu. Yuki cầm cái chổi sang bẻ chân đứa bên cạnh xem sao nó kêu thật to rồi. À ok nhá, vậy em sẽ đi xa. À, sao em từ từ á, lúc mà em đi em kiểu em vỗ cái thằng Rendia, em bảo Rendia ta đây phối hợp một tí mà nhá, tao sẽ đập thật mạnh xuống cái sàn xong mày hét một tiếng thật là to, ok em? Dạ, cái thằng trong kia để nó hài. Ok. Và nữ tính thì thầm. Ok. Hét cho nó nữ tính một tí nha. Sợ chưa của em. Ok em. Em đi em bắt đầu đập xuống sàn. Ui các thứ. Hai người cao quá nó không bắt mic rồi cho thôi được. Em nghe được. Một dạo là che thế thốt lên từ phía vòng bên cạnh. Thanh niên bên này, anh chị bình tĩnh, em bên sạn bọn Sanata. Sanata. Cái hội bắt đào bọn em ấy, chị biết không? Biết. Chứng minh như nào ấy. Em nói thật quá em anh chị mấy chị xem ở chỗ cái phần cẳng tay của em rồi có sao mình con bắt ấy ạ. Cái thằng mà đang nằm cạnh lò sưởi kia như nó sao ở cổ sao hả? Ôi chị mộng ơi, hình như em thấy là nói thật đấy. Nhưng mà em thì tin nó nhưng mà không biết chị có tin không. Sao tin hay không thì có dụng mày đâu. Em nói em thật mà. Chỉ có chị mới dừng như khi đại nhập chính em làm sao dừng được. Em chỉ khuyên như khi đấy thôi. Tao nói chung là nó đến từ đâu không quan trọng. Tao chỉ thấy cái lý do nó đến nó trả thù thì hơi điêu. Vì chiều nay là thằng kia nó tự hích tao mà tao làm mẹ rồi đó. Em mày.
trả thù là vào đây đập phá các thứ thì là trả thù ạ. Con bảo rồi, tổ chức quan trọng hay vợ mày quan trọng? Dạ, thì tổ chức nó bảo bọn em đến đây để theo dõi văn phòng bọn anh chị ạ. Chỉ là kiểu nhìn từ xa thôi, nhưng mà thấy là thằng đại ca của em nó bảo là cái quân que gì đấy, danh dự của nó rồi các kiểu, xong nên là tối nay vào làm trận ạ. Em nói là danh dự của nó mất rồi chị. Em nói mấy người thế thì mấy người thấy cái nhiệm vụ này nó vô lý không, nó sàng không, tại sao lại còn nghe theo những lời nhăng cuội đấy của những mấy cái tên đứng đầu tổ chức như thế này. Thì bọn nó trả lương em mang về bờ à? Tiền bạc quyết định ý thức à? Mấy thằng đấy thực ra lúc mà uống rượu bọn nó cũng vui lắm, nhưng mà bọn tặc lưỡi một lúc không biết nói gì. Nếu tao thả vợ mày ra thì mày phải bỏ cái tổ chức này, thì mày có cách nào mày ra khỏi cái tổ chức? Mày về đây mày làm cho bọn tao rồi, nhà bọn tao vui vẻ đó yêu mà cả mày ở đấy. Nhớ người ta yêu tổ chức đó chị, tổ chức người ta chị chị nói thế cũng hơi khó, trong đấy cũng anh em các thứ cả. Không, bây giờ tao thả mày với vợ mày về, hai đứa quần nguyên nó về nó khai ra, nó đến đánh tao tiếp hay sao? Bây giờ gọi là mày lại đây luôn, mày xuống hầm mày dọn nút của tao đi hầm, xong rồi bao giờ xong hết việc đi tao thả mày lại xuống, hoặc là về cũng được, nhưng mà để tao kìm cái kim khâu nữa. Em dọn hầm được ạ. Rồi Vinny ơi, có bạn xuống dọn hầm chung rồi Vinny. Vinny vẫn đang thé lên ở phòng bên kia, có mấy tiếng chổi đập xuống sàn. Ây da, tao nghe bạn mày bị đập nhiều thế. Thôi, xe qua, để từ tao kêu bảo hai đứa kia nó dừng lại. Rồi, thế nhá. Mình nói sự thật nhưng mà thấy thôi. Phay lúc này sao? Lúc mọi người dừng tra khảo rồi, Phay sẽ tra khảo riêng thêm một tí nữa, hay ngồi xuống ỉ ôi tâm sự thì cũng là người làm công, cũng nói thật mới thấy là thế. Mày có biết là tâm sự thật là tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương giống như là mấy chú đâu, chứ cũng chả phải là cái gì to tát trong cái nhà này cả. Lúc anh ngồi thì có đoán đây tâm sự thì có đoán ra được ai là cái người đứng đầu của cái văn phòng này không? Đoán thử xem. Cái chị cần giao á. Đúng rồi, đấy là thực ra chuyện tài nghĩa ấy, là cái ông dâu cái kìa, như thế là người đứng đầu ấy là cái bà chị cầm dao đấy, là bố ẩn đấy. Lại mày ơi, sao mày trông chị khi thế đấy mà. Thấy người ta mới gọi là dominate được những cái người sống trong cái nhà này. Mày có mày sống với này à, mày làm được người sếp của mày, mày có bao giờ bị áp bức bóc lột không? Thỉnh thoảng đánh bài thua cũng bị nó chửi ra trò, xong rồi phải chạy đây chạy kia. Phận, đúng rồi, tôi cũng thấy mà phận làm công ăn lương mà, thực ra tôi cũng không muốn đối xử tệ với anh đâu. Thấy lúc mà trong cái buổi đấy tôi thấy không, tôi chả làm cái gì cả, tôi chỉ đứng tôi cầu nguyện cho mọi người là có thể sống qua được cái sau khi mà cái cơn thịnh nộ của chị Mộng thôi. Tôi muốn hỏi là cái tôi đang tìm một người đang cũng làm ở trong Zentari, không biết anh có biết ai và tên là Davo không, quen không Davo? Đấy, Zentari tên là cái quan gì đấy, bọn em ấy vừa cái tên Davo nghe đâu hình như bọn sếp của em hình như cũng khi vừa ngồi uống rượu các thứ cũng có văng cái tên này đâu đấy. Không biết gì chắc không, cũng có động não đi xem nào, động não đi xem nào. Chắc là phải biết gì chứ, khi thì cái gì đấy, chắc cái bọn Zendrim, cái bọn phèn đến cái gì đâu. Bọn em đánh bọn nó, thì bọn em đánh nó ra mặt nữa mà. Mấy cái thằng phèn đấy là họ làm gì đâu, toàn một lũ lắt nhắt vô rộng. Chưa bao giờ
Quay mình chắc là nó thật là Aocha thì chắc là thật là mình không không nói gì nữa, nhìn nó thảm hại lắm rồi. Chứ bao giờ em phải xuống hầm. Tưởng đã gặp nhau ở đâu đấy trên chiến trường rồi. Ngay lúc này đi xuống hầm đi. Tìm nó thêm cái xích nữa. Đó mà, đang xích dưng đó đó. Lúc mà thằng Văn dẫn ngang qua cái phòng kia sẽ gõ gõ vô cái phòng bên kia. Nhẹ nhẹ tay thôi nha. Để kêu thằng Renee xuống các bạn dọn phòng chung nè. Ok nha. Renee ơi. Yeah. Đi. Tại sao lại để em một mình với mực thằng du côn vậy? Thấy nó cũng có một tuần lắm đâu. Thôi cái để này, cái để nó dọn hết đi cũng được mà. Ngồi im chị để đâu đấy? Con im bay đâu rồi? Bảo bê con im xuống rồi mình nhớ đến giờ cơm nhớ mang cá con im ha. Tí tao nướng cá cho Kim ăn sao? Ok. Yuki nghe cái câu đấy rồi Yuki sẽ đang đi về hướng giữa mọi người, Yuki sẽ quay lưng lại đi hướng khác. Mình đang ở ngoài sân chơi á gì, anh biết cái trò chơi khác á, kiểu ném cái quả bóng xong rồi bắt con em nó lượm lại á, nhưng mà thay vì là quả bóng thì nó ném cái đầu con spectator. Ai? Phay đi qua nhìn thấy Minh làm trò đấy, Phay từ từ đi lên trên tận phòng của mình. Một tí. Bây giờ đang là trời đêm mà tự nhiên có thấy có đứa nào cầm nguyên con mắt ơi to xong rồi chơi đuổi bắt với con em. Tí nữa đem lại dịch hỏng nha Minh ơi. Dạ. Giá của biệt thự giờ giảm. Ê, tụi bay vô dọn lẹ lẹ đi, rồi còn sửa lại mấy cửa sổ nữa kìa. Đúng rồi, sửa cả cửa nữa. đi. Như đừng có mua gỗ sồi đấy nha. Đi xuống hầm, sửa cái cửa. Rồi, chúng ta họp gia đình nè. Chuyện gì đã xảy ra khi tôi không có ở đây? Ôi, tao biết mẹ nó rồi, cái thằng quần quại đó rồi nhờ, gọi thằng quần quại ra mà hỏi thôi. Em nghĩ nên đưa nó vô bệnh viện chứ chị ơi. Anh có thể làm tí phép cũng được mà. Thì cũng biết một xíu. Em dùng hiệu linh hoạt cho nó nha. Đấy thì mày chữa nó đi. Mẹ tự nhiên đưa nó đến bệnh viện. Chị mộng ơi, chị khâu lại cho nó một tí không? Nó nữa nó lại chào ra. Thôi, để Văn. Anh Văn làm đi. Mọi thứ. Đừng để mộng. Để vô lại đôi đây vui. Không nhận thiết thì đâu, cứ miêu tả sẽ gì xảy ra đấy. À thì em sẽ má sơ cứu cho nó, xong hồi lại cho nó một máu. Ráng tỉnh nha mày. Đã cầm được máu. Rồi lý do gì mà vô nhà tao là mấy trò con bò vậy? Mày nó nhổ nước bọt nhưng mà chỉ được vài centimet bên cạnh chỗ nó nằm. Em cầm cái da đứng sau lưng Văn. Em đứng làm sao em bẻ tay. Em bẫy tay. Tính thế nhở? Ôi thằng này có khi phải sử dụng phương pháp đặc biệt rồi. Ê, mọi người muốn sốc điện thì em vẫn còn á. Sốc điện không? Không bị. Ê, Phay sẽ lấy cái dao nhỏ à? Và Yuki tìm chắc cánh tay hôm nọ Yuki với tỉa tót cây ngoài kia. Và cái mẹ bóng tâm tử. Try mọi người. Rồi sau khi Sarata biết thì sẽ dọn dẹp bọn mày ra. Yêu tổ chức ghê ha. Yêu mạng mình hơn, yêu tổ chức mình hơn. Giờ nếu mà đi tù thì mày nghĩ Sarata có cứu mày không? Sớm muộn Sarata sẽ chiếm cả thành phố rồi. Tù gọi là cái gì? Của bọn mày cả, của mày cả. Của nhưng mà đến lúc mà chiếm được đi rồi hẳn tính ha. Còn giờ thì tiếng về đồn nha. Mày nghĩ cái lưới mình ba cái song sắt rẻ chứ làm tao á. Đứa nào xuống bếp lấy tao lọ muối ớt ở đây phát. Để em chị ơi, em chạy bằng Traverse luôn. Sáng em đi mua sổ em có mua mấy trái chanh nữa nè. Nói không? Quay lại với lại cả muối chanh muối ớt mệt chanh ớt muối. Mày định nói đi. Mày biết điều gì tuyệt vời không? Là vì bọn mày là bên cái nhóm mẹ này tao đéo như thế. Không thuộc chính quyền, mày có mất tích bọn nó có dám báo không? Chanh ớt đuối nhập. Đây mệt.
Cho em xong mình đến đây. Sa tha bọn tao ghi mày, bọn tao nghe theo dõi à, cái khó ghéo gì đâu, nó gì đây, nó ghi mình nhưng mà ngày cũng chưa biết tại sao. Mày mày tiểu, bọn mày tiểu, bọn mày xịn lắm hả? Ra bọn tao đánh cả thành phố nha, đánh cả bọn dân tao đấy nha. Ôi, mấy cái đứa mày là cái quần què mày à, cái gì may mắn bắt được bọn tao thôi, nhưng mà anh em tao trăm hàng nghìn đứa đâu, bọn mày tới số. Hóa ra là bọn mày là cái nhóm tệ nhất trong nhóm đó rồi, mày bị bắt đúng không? Tao đau rồi chứ bọn mày biết, bọn hôm nay bọn mày ăn mày thôi, bọn mày đi cái gì nhỉ, nhìn sắc bọng hãy đưa mắt đi rượu khác, mày chỉ ông văn mày từ đâu chạy ra sau lưng tao, tao đang để chỗ khác thôi. Chắc mày cũng giờ đầu mày đừng đây, mày cái thằng võ sĩ quèn nó còn hơn mày ấy, kỹ năng hơi này, cái thằng nào kia nữa phép mày quèn lắm con nha. Ô bị mèo cắn nằm kìa. Đấy, thấy sao mà bọn mày lấy đâu ra cái sở thú trong nhà ngoài dự tính tí thôi. Mọi người gom gom đổ lại đi để tôi đóng cho nó cái chuồng rồi nhốt nó đâu cũng được. Ok. Cho nó vào cùng con im á. Im thỉnh thoảng cần bạn chơi cùng á. Cho nó im ơi, có bạn im ơi. Mày thích chung với con đỏ đỏ không? Cái con đỏ đỏ này đằng ở ngoài. Nó không đáng nhớ lắm. Chỉ sang cảnh con im nó đang nhai nát cái con phi hồ đó. Ủa? Lúc này thì lúc này anh ảnh cảnh sát cảnh vệ đóng vai hề đã quay lại cùng với một vài anh cảnh vệ khác. Ôi, thấy mọi người cũng hỏi chuyện mấy tên này khá nhỉ. Thế để bọn tôi lấy việc từ đây nhá. Ok anh ơi. À, mà từ từ còn thằng nữa đang dọn cái kho, anh đợi nó dọn xong đi thì dắt nó về luôn. Không sao, mọi người ngồi xuống uống nước đi. Đền bù. Đền bù chắc là để đây rồi để chia cái cho nó dọn nó đi. Nãy đang ăn dở tô bún bên kia, nhưng may ý là may mọi người không sao cả. ăn bún ở bên cái quán ông Thạch đằng kia, quán thịt nướng đúng không? Đâu quán đi thịt nướng đúng mà em, anh ăn quán bún đối diện kia thôi. Nhưng mà quán ông Thạch thì nghe phong thanh cũng ngon đấy, khi nào anh ra thử. Thôi mọi người về đi, mấy thằng mình có thể ở đây. Anh nói sai gì à? Thôi em không mang vỗ vai ổng, đừng có nhắc đến quán ông Thạch ở đây nữa. Ok và như vậy sẽ kiểu time skip chỗ này, tua nhanh chỗ này một tí. Sau khi mà mọi người đã được dọn hầm xong, cái đội cảnh vệ đưa nốt bọn còn lại, áp giải một nốt bọn đó về xuống phía đồn cảnh sát. Đây thì mọi người còn muốn làm gì nữa không? Tại vì tôi nghĩ với thời gian như này thì chúng ta cũng dần kết buổi hôm nay. Chị mộng ở nhà canh tụi nó đi. Em lên đồ lại lần nữa. Em vẫn chưa lên được đồ. Mày tắt mic rồi. Mộng đã tắt mic kìa. Và bọn để tao đi mày, chắc bọn này nhà cũng không thêm cái cửa được nữa đâu. Nhà mình cũng gần lấy cửa rồi. Ở nhà làm ở nhà em sửa cho tin em, trust me. Đi chơi mà. Em không biết chuyện gì đã diễn ra trong cái nhà này nên chị mộng lo, em đi ra phía trước với mấy anh kinh dễ. Tao cũng không biết, tao thề thứ tao thấy là cái hầm con nào đây phá cửa hầm mà thôi rồi bỏ qua. Thôi chắc nhà mình ổn mà, không sao đâu. Phần còn lại giao cho cậu Phi. Cố lên nha Phi. Yeah. Đi nào. Phi giống con mèo, cái miêu con mèo ấy. Không sao đâu mà, nhìn tay cũng thân thiết được mấy đứa mà. Lòng kiểu vỗ vai một bụng ấy. Mấy đứa mà. Ở nhà hai đứa dọn cái phòng đi ha. Lai mi thân ba, thân thân này mới lo.
Vậy là Mộng và Văn đi cùng luôn cái đội kia áp giải lên lại đồn. Còn ba người ở nhà thì thân đến đâu? Em lấy cái bán hiệp rõ hết, bảo với cái cửa sổ bịt thật là nhanh. Xong rồi em lại quay ra bảo với Minh là mình vẫn còn thời gian nhưng mà mình đi thôi. Đi thôi, đi. Đi thôi. Người ta không cho mình đi thì mình tự đi vậy. Chỉ sợ là, đấy, chỉ sợ nhất cái là đang đi tự nhiên chị Mộng lại xuất hiện ấy. Là 29 đam vào mặt ấy. Chắc là vừa mới xong thì nó chưa mò tới ngay được đâu. Mình cứ đi đã. Không, ý là... Đi nhanh mà. Ừ, ý là... Mộng mới cấm mình đi ấy. Bây giờ mình... Ủa, có cấm đâu. Hai người đó chưa hề nói là cấm em đi mà. Đâu, đúng anh đang cấm rồi mà. Cấm công chức của bác. Có luôn. Có luôn nhỉ? Không nhớ gì hết. Không nhớ. Không, anh ta chỉ... Không về. Anh ta chỉ dốt vô phòng thôi. Bây giờ mình đi mua thêm nguyên liệu để sửa đồ ít. Đúng rồi. Mình đi mua nguyên liệu để sửa nhà mà. Đúng rồi. Đi mà. Đi đấy. Mình không làm gì sai cả. Được, nghe cũng. Đi nào. Đi thôi. Đi. Thế thì đi. Đi, yeah. Mua đồ sửa nhà nhá. Dạ thì rồi. Trước khi mình đi mình phải đi tăng tinh thần khích lệ bản thân mình. Chị thấy thích uống rượu đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, hôm bữa cô Mơ mới cho mỗi đứa 50 vàng, bây giờ Hùng lại mua cho Phi 2 chai đi. Hôm nọ Phi uống nhiều lắm rồi, uống 1 chai thôi. Mình, 1 chai mình... đúng rồi, 1 chai. Và với sao chưa này nhiều người biết hay là Yuki, em đi em kể cho cả thiên hạ biết được à? À thì đâu em ơi, kể cho có vài người đợi tí để em đếm nhá. đây có từng này người thôi à? Đây, mấy đây, người đây. Ở nghĩa trang không có tính nha. À thế à? Thế thì em có một bàn tay rồi. Đúng là kênh này phải là kênh thám tử đã chết, toàn tâm sự với người chết. Và với vậy chúng ta sẽ kết thúc buổi hôm nay. Các thám tử tiếp tục đi sửa nhà và kèm thêm điều tra một số thứ. Có vẻ nghiệp cái nhà này còn phải sửa dài dài. 7 session rồi, khi nhà vẫn chưa sửa xong. Còn sẽ hơn đó. Thời gian cái nhà được hoàn thảo nhất là 6 tiếng. Thì ra nhân vật mình đã chơi cái cam này để cho các nhân vật đau khổ, nhưng cũng cái thứ đau khổ nhất là cái ngôi nhà. May là vẫn còn cái nhà chứ không còn cái khung nữa. May mà cái nhà nó chưa cháy. Vậy thì chúng ta sẽ đến với phần trao XP. Ê, các bạn có thể xem thêm về phần trao XP này là lúc mà bọn mình nhận xét với nhau trong buổi chơi cũng như bàn thêm về plot của game khi các bạn tham gia Patreon hoặc hội viên YouTube của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhá. Bye mọi người. Like and subscribe. Sorry.